dính, thấy chưa? Cái tài lanh không, tài lanh tài lẹt. Dính nữa hả? Nay để treo bẫy chuột trước cửa nhà luôn hả? Ai biểu? Ai biểu con đi đâu? Con đi đâu giờ này con mới về? Con đi đâu? Mấy mùng nay hả, con tài là tá túc nhà người khác không mà tiếng cho con vô nhà thì nói là cái chuyên trị tuổi gì đó. Đúng bữa rồi. Nay mùng 6 cũng cho vô nữa. Thì mùng 6 là mùng 6 nhưng mà chưa có hợp cái ngày cái tuổi của con, làm sao con vô nhà được, đúng không? Thôi đâu không được, con nói là tía cứ làm vậy hoài à, con mét gì sáu á, là gì sáu giận tía đáng chịu. Gì giận thì giận, tía đâu có sợ, tía đâu có sợ ế đâu. Giận ra thì con giận mà thương thì cũng thương chết. Dính rồi, dính luôn nè. Ông Bảy, ông làm gì vậy ông Bảy? Cản đường bà chứ gì, chúng tôi bà xong chọc xong chọc bà vô nhà người ta luôn hả? Bà xong nhà luôn hả? Trời đất ơi, tới tôi bà cũng kỵ thôi ông Bảy. Đúng, tuổi của bà là tuổi kỵ. Cái gì? Nè, tôi nói cho ông biết. Nói. Tôi lặn lội đường xa để trở về đây. Ờ. Vậy mà ông nỡ lòng nào ông biểu tôi lui cung. Vậy còn tình xưa nghĩa cũ của tôi và ông đâu hở ông Bảy? Ông nhớ không ông ơi, dưới ánh sáng năm nào đôi chúng ta uống trà. Thì đó là cái Tết Trung Thu. Giáng sinh tới đây vui đùa mà bây giờ Tết ta lìa xa. Xuân Nga này nhất quyết tôi thề kiên cử. Nhớ xuân năm nào làm ăn thua lỗ bởi không kiềm. Năm nay quyết tâm kiên kỵ để cho nhà được bình an. Ba ơi chớ nên thu phàng gì, vì sao chỉ yêu mình ba. Không có nói nhiều, bây giờ là không có đúng tuổi, không hợp tuổi tôi mới cho vô. Hôm nay ngày ngọ tôi giàu sao vô được. Ba vì sao 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 không có về được. Người yêu của con thành phố xuống nè, tới đây để thăm con rồi chúc Tết rồi mà cứ vậy quản cho vô là kỳ lắm. Sao năn nỉ vô con. Everybody. Ê con, mày ăn uống sao mày hứa mày bo cho anh ta rồi biển bo giờ ta xuống biển bo đi kìa. Ai dạ con đây. Đi đâu nãy giờ vậy trời? Qua tiếp. Dạ, con chào bác. Ờ chào con. Ai vậy? Dạ bạn gái con. Bạn gái của con là người mà nết na dịu dàng lắm à. Tiếng nói lúc nào cũng mà thánh thoáng hết trơn đó. Vậy hả? Dạ con chào bác. Trời ơi, tụi nó nói đâu miệt dưới không vậy con? Trời làm gì mấy cái giọng em mà sao nó khàn dữ vậy? Nãy rồi trả giá với bà kia chửi lộn mấy thằng tiếng à, chuyện đàng hoàng lại. Dạ con chào bác. Ờ phải vậy Dạ con là bạn gái của anh Phúc, ở mới trên thành phố xuống á bác à. Con nãy con đi đường con thấy bánh bía ngon lắm con mua à. Bác ơi cho con vô nhà đi. Bài không được tự tiện không vô nhà vậy đâu con. Bác coi tuổi tác đâu có hợp hay không. Con tuổi gì? Dạ tuổi con vừa tròn đôi mươi 18 20. Ờ cái này hợp là vô. Dạ không con 25. 25 thì ổng hợp đi ra. Con 25 tuổi. Vậy mà con tuổi gì? Dạ con tuổi trẻ. Ê nhỏ bạn gái mày như nó không bình thường này đúng không? Đâu có, được trả lời đàng hoàng. Ý của con là con trẻ hơn tuổi Dậu 1 tuổi. À vậy là nó tuổi Tuất. Dạ. Mà nếu là tuổi Tuất là nó không kỹ với ông rồi. Dạ, đúng rồi. Nó vô được. Vô được. Dạ, dạ. Đúng rồi. Hôm nay ngày ngọ. Dạ. Có tuổi Tuất đâu có kỹ. Dạ, đúng rồi. Cái gì vậy? Không được, đi ra. Ủa nó có kỹ không tía? Nó qua giờ ngọ rồi. Giờ nó lố giờ mùi hết 5 giây rồi. Không được rồi. Nè tôi nói cho ông biết rồi chưa? Sao? Ông á. Tôi sao? Ông vừa phải thôi. Nè nói đàng hoàng à. Trời vừa phải gì? Trời ơi. Kỵ kiên tới từng tuổi này rồi ha. Già ha. Rồi cô độc ha. Rồi ế ha. Kể ông tôi. Già hay ông ế là kể ông đi. Làm ảnh hưởng tới tôi ha. Bây giờ là tôi bị mang tiếng nè. Tôi mang tiếng là tôi đến với ông là có một cái mối quan hệ bất chính. Có một cái mối quan hệ ngoài luôn. Có một cái mối quan hệ không tên không tuổi. Trời ơi. Gì là? Gì là gì của người tình trong mộng. Bây giờ đã kiên kỵ quá rồi. Mình đứng đây làm cái gì? Đi về nhà sáo ăn Tết xả láng. Bỏ cả đi. Nha. Dừng lại. Dạ. Trời
đi đâu sáng giờ không thấy, giờ mới chịu qua đây nói chuyện với ông Bảy à ha. Qua đây, gặp ba người trong nhà mặt nặng mà nhẹ, gặp người ngoài là vui vẻ vậy đó. Đó, nhìn coi kìa, đây nè tình yêu ha, đây là tình cha con mà không bằng tình vé số. Trời ơi, sao mọi người nói gì kỳ vậy? Ghen tị. Đây nè, đây nè, thân thiết nè. Vô nè. Ông Bảy cho con vô. Gàm. Bữa nay mày cũng đâu có hạp tuổi đâu. Mày tuổi tuổi gì, tuổi dậu, hôm nay ngày ngọ. Đâu vô được tí ngọ mẹo dậu ngoài chơi. Mày làm con quê quá à. Ôi ơi, vậy dì Sáu ơi, Sáu nghe, dì Sáu thương con, dì Sáu mua vài tờ giấy số ủng hộ đi. Hồi nào giờ Sáu không có chơi giấy số. Sáu ơi, lỡ đâu quá hôm nay á mình mua rồi mình trúng rồi sao Sáu? Đây con coi còn... sao à. Gì vậy? Hay quá Sáu ơi. Sao? Người ta nói là duyên tiền định luôn đó. Con còn có mấy tờ 76 đúng không? 7 là ông Bảy, 6 là dì Sáu, 76. Trời ơi, tiên đồng ngọc nữ. Không, không. Nói nghĩ nè, dễ thương quá à. Dạ. Có duyên để chị mua giùm cho một hết luôn. Mỗi người một tờ, biết đâu lọc may mắn đầu năm. Cái chiều đây sổ số chúng hết sao? Tặng hả? Ừ, tặng này, tặng anh nè. Tặng dì Sáu nè. Tặng em luôn. Em có luôn. Trời trời. Cái này của mình nè. Bác ơi, con tặng bác luôn nè. Thôi đi ra, đi ra, tránh ra, tránh ra. Thôi chào lấy cái lọc thôi, để Sáu lấy cho. Bậy. Giờ không vô được đúng không? Không vô được. Con mượn vậy đi. Con mượn cái cây. Nè. Vậy đi. Đó, vậy đi là sao? Ở đó chơi tôi không cho vô nha. Ý, đó. Nói vậy mà cũng đóng cửa luôn. Không cho vô luôn. Không luôn. Cây gió. Trời ơi. Cha con cái tiếng hỏi mòn sao? Thôi được rồi. Sáu phải có cách trị ổng. Cách gì? Sáp vô. Dạ. Bây giờ phải như vậy nè. Hỡi ba quân tướng sĩ. Dạ. Hãy truy lùng bắt được tên bảy kiên cho ta. Dạ. Chuyện gì vậy? Là. Có chuyện gì hả? Ra đây. Ông hãy ra đây để cho ta hỏi. Hỏi gì? Hỏi đi con, ta không ca được. Bảy kiên nghe ta hỏi, sao làm chuyện tào lao? Xuân nay đã đến rồi mà không cho vô nhà. Mau trả lời đi ngay, không á gì sao sẽ la. La thì làm gì ta? Tôi nói cho ông biết nghe chưa? Nói gì? Tôi là ai? Là bạn tri kỷ của ông. Biết. Mà ông vẫn đối xử với tôi tồi tệ vậy hả? Thì sao? Còn hỏi thì sao nữa hả? Bay đâu? Dạ. Trảm đầu đau cho tao. Cái gì? Trảm đầu đau à? Tưởng là tao sẽ sợ các ngươi à? Không. Túc ơi, có con ở đây rồi. Con sẽ bảo vệ Túc. Cảm ơn con. Dạ. Con xin bẩm với bà Sáu già. Con ơi. Sáu sao vậy? Đầu năm đầu tháng kêu ai già mày? Dạ, con xin bẩm với bà Sáu gia. Có nghĩa là Sáu đại gia. Sao mày mở lượng hại hà mà tha cho Túc của con một mạng? Xin hãy mở lượng hại hà mà tha cho thân phụ. Dạ. Đừng nói nhiều. Đừng tưởng làm như vậy là có thể ép được ta. Nếu không buộc lòng ta sẽ động thủ. Phong con hai lời muốn nói. Này tên ác ma, không thứ tha. Làm gì ta? Mùa xuân đã về, sao lại đuổi ta? Đó là ngoài đường, ngươi đừng có trách ta. Thôi đi, đừng có ba qua, mau im miệng cho ta. Trời ơi trời. Nơi đây là khu của ta. Ý ơi. Các ngươi mau dời cho thật xa. Hey! La 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 la. Đào hát không mà có lời. Vì con chưa nghĩ ra. Đừng xưng hùm xưng ba. Đà đi đà đi đà. La 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 la
Trời ơi, xây xong. Vậy là chết ta rồi. Nguyên năm nay ta gặp ba xui. Gì vậy? Trời té. Bị gì bác? Nó bị dập vẻ luôn rồi. Ra cái rồi. Nó tới đây rồi cho nó không xuống được nữa. Mê hát chi rồi, cái múa cho giữ vô. Ây da. Ô ô. Sao ô, 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 ô. Rồi nghỉ ăn tết luôn. Ấy. Một máu đâu rồi? Thấy chưa? Thấy chưa? Vô nhà con xui rồi, thấy chưa? Đó, bây giờ giang hồ tới đầu não rồi kìa. Ủa, ê ê, khoan khoan khoan. Kiếm ai, kiếm ai vậy? Kiếm út mó. Dạ mấy chị ơi. Vô nhà chi cho cô người ta. Em có làm gì đến tôi cho mà mấy chị bắt em. Đừng có ai mà kêu quỳ. Chứ giờ phải làm sao? Lì xì chứ không có kêu quỳ. Hả? Lì xì. Ủa gì? Em có làm gì ai đâu, sáng giờ có chúc Tết ai đâu mà lì xì em. Trời ơi, không nhớ hả? Nhớ gì? Hồi sáng mới mua vé số đó. Chúng dễ nhất. Đi kiếm sáng giờ 2-3 tiếng luôn á mới gặp để lì xì nè. Trời ơi, có vé số như em mà cũng khó kiếm gì đó hả? Ừ. Sáng em bán cho tụi chị nè, nhớ không? Tụi con mua chơi. Ai nhờ chúng thiệt. Ừ. Công nhận 76 hên ghê luôn. Hả? 76? Lì xì. Trúng 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 76 hả? 76. 76. Anh trúng. 76. Chị trúng rồi. 76. Trúng rồi 76 luôn. Trúng rồi. 76 rồi. Trúng rồi. Chúng ơi, chúng ơi, chúng ơi, chúng số ơi, chúng số ơi, chúng số ơi, ta đã chúng số ơi, chúng số ơi. Quá té 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 té. Sao hết đau chân rồi? Không nhắc chi vậy, không biết nữa. Thì cái tờ vé số này là của Sơn Ca nó mua nè. Nói Sơn Ca kỵ tuổi đó, bây giờ đem may mắn lên cho gia đình rồi. Thấy sao? Thì thấy nhục mặt chứ sao? Hỏi. Thở ra là kiên kỵ, kiên kỵ. Ông kiên kỵ thì tôi không trách. Nhưng mà cái gì vừa phải thôi. Ông làm quá riết người ta nói là ông mê tín gì đó, ông biết chưa? Đúng rồi. Tôi biết rồi, tôi biết lỗi tôi rồi. Sáu ơi, Sáu ơi, Sáu bỏ qua cho tôi một lần này nha Sáu. Thôi mệt quá. Đi, mấy đứa, đi về nhà Sáu. Sáu đi rồi, tôi biết sống với ai. Buông tay ra đi. Đứng vịn tay tôi rủa ông té hay này nọ. Ông nói là tôi là kỵ tuổi với ông rồi bắt công tôi mang quà. Đúng rồi, mà nói tiếng nghe còn thấy là cái xui không là do mình. Giờ tôi biết lỗi chưa? Biết lỗi. Xin lỗi tính đi. Nói cái gì đó, nó nhiệt tình lên. Nhiệt tình lên hả? Ấy ơi, nhân dịp đầu năm mình không biết nói gì với ấy, còn mong ấy bỏ qua và có thể làm chi kỷ với mình được không? Té té hả? Ông ấy khẳng tiện cho ra duyên hai con cưới nhau luôn nha. Đúng rồi. Được không? Anh. Em hỏi anh tuổi gì ạ? Chi vậy? Cưới. Không có. Ý em nói là anh cưới một trong hai chị này nè. Vậy là đến năm nay cái số mình là Tam Tỷ Năm Một. Ơi, cái gì mà đông dữ vậy không biết à? Trời ơi, dễ sợ. Tôi không có hỏi đâu. Tôi để cho chạy thôi. Được bao lâu? Anh ơi. Ủa anh mệt rồi ha. Anh làm ơn cho tôi hỏi á. Gì ông là anh? Là cái xe mà đi Vĩnh Long á. Lúc 10 rưỡi là đi chưa anh? Xe Vĩnh Long 10 rưỡi hả? Dạ. Ủa giờ mấy giờ rồi ta? Tôi không có biết, nãy tôi ngủ quên á thì tôi không biết. Tôi tìm cái bóng để tôi coi bóng tôi nó đổ hướng nào thì tôi biết mấy giờ tôi trả lời cho ông anh. Nè. Hả? Khỏi cần tìm nữa. Sao vậy? Biết rồi. Mới 10 giờ hà. Sao ông anh biết? Đồng hồ bến xe kìa, tôi thấy rồi. Ngồi chơi. Ui. Biết rồi hỏi chi vậy? Thì tôi hỏi làm quen vậy đó mà, với lại giờ tôi mới thấy được cái đồng hồ. Vui vẻ gì đâu mà làm quen. Hên quá, vậy là xe chưa chạy. Ủa ông anh nói đi đâu? Đi Vĩnh Long. Ủa ông anh cũng về Vĩnh Long hả? Ủa thái độ này đừng nói cùng quê nha. Tôi đi Cần Thơ nè. Thì vui. Thì cũng cùng đường mà. Ủa nếu mà nói vậy là đi cùng tuyến luôn hả? Đi cùng chuyến hả? Không. Ông anh về Vĩnh Long thì ông anh đi xe Vĩnh Long. Ừ. Còn tôi về Cần Thơ thì tôi đi xe Bến Tre. Ủa sao Cần Thơ mà đi xe Bến Tre là sao vậy ta? Trời ơi, ông anh không nghe người ta hát hả? Sao? Ai qua Tiền Giang xuống Bà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Sa Đéc hay đi về Kiên Giang, đi về Bình Hải hay là về An Giang. Bến Tre đâu?
tre đoạn nào. Nãy tôi thấy Cần Thơ quê ông thì ông tấp vô đi. Không, nãy ngủ quên ông anh. Uống rồi giờ kêu bác tài quay đầu xe lại đi. Ve lại Giang An về đi, đi về An Vàng. Con đi về, về, về đi mì thơ. Về đi thơ Cần Thơ, thơ là Cần Thơ. Ông anh vui tính ghê vậy. Cảm đó. Cảm ơn ông anh. Không giờ ông anh là tốn chiều xe nữa rồi. Vậy đó, vậy là đi về Cần Thơ. Không, tôi đi quê tôi Bến Tre mà. Là quê tôi ở Cần Thơ nhưng mà quê bả ở Bến Tre. À, là quê vợ ông ở Bến Tre. Không, bà nào á tôi không biết. Tôi quê Vĩnh Long. Chắc chưa? Chắc, chắc là mà. Vĩnh Long chưa? Tôi giỡn á, tôi quê Vĩnh Long. Một người gì ba bốn chục cái quê vậy? Tôi thấy đầu thương mà tôi nghĩ vui tính nên tôi ghẹo đó. Nói chuyện với ông anh cắt nước quá à. Lấy chai nước uống coi. Hai mấy phút nữa kia tới. Ông anh uống ngụm nước chơi anh. Không không, tôi muốn đâu. Uống đi mà. Không không, tôi không uống đâu. Trời, nước dừa chứ có phải nước mắt quê hương đâu mà không uống. Không, dù nước gì cũng vậy tôi không uống đâu. Sao vậy? Rồi ở bến xe này á, người ta hay bỏ thuốc mê vô đây nè. Rồi mình uống vô cái mình xỉu thấy đồ mình hết trơn á. Ông anh ơi, ông anh còn kiếm hiệp biết rồi, ông anh bị lậm đó. Trước tôi vừa uống cho ông anh có bị gì đâu. Ông anh uống thử một ngụm. Đó, thấy chưa? Nói rồi mà, phút giây cảnh giác đó nha. Tôi giỡn đó. Chẳng lẽ thiệt. Vậy uống đi. Không. Uống đi. Không. Ông tin đúng không? Làm ngụm nữa. Uống hết nước rồi. Sao uống xong mà quăng lung tung vậy? Thì hết nước thì dục chứ để làm gì. Ông uống hết nước thì tôi mới tin là trong này không có thuốc mê. Giờ tôi mới uống nè. Ủa? Nãy mời không uống. Ủa? Chạy hết trong đưa tôi rồi quăng đó vậy? Tôi làm cho ông coi đó, lỡ con nít mà nhìn vô bắt chước làm theo đó. Bắt chước cái gì mà bắt chước cái ông này thiệt tình. Tự nhiên quăng cái chai ở đây à. Tới thấy rồi sao mà không lụm luôn rồi đem đá cho cha vậy? Không, thà dục đâu khuất mắt tôi chứ dục đó tôi chướng mắt. Không có được như vậy ông nè. Cha này gì đâu không. Rồi đó, mình phải làm như vậy mới có văn hóa hiểu không? Xin bắt đầu chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long. Chuyến 10:30 sẽ được khởi hành trong vòng ít phút nữa. Xin quý khách khẩn trương ra xe để ổn định chỗ ngồi. Xin chân thành cảm ơn. Chuyến tôi thôi, tới giờ tôi đi nha ông anh. Thôi để tôi đi, đi luôn, đi cùng chuyến mà. Thôi gì? Có nặng nề gì đâu mà sách phụ, để tôi sách được rồi. Ông nói cái gì? Vỏ của tôi mà. Nãy tôi đi tôi để vỏ trên này mà. Vỏ cái vỏ lá của tôi. Ông anh ơi, có nhiều người nói chuyện có duyên lắm. Nhưng mà có nhiều người nói chuyện không có duyên. Là ông anh đó. Tôi mà. Tôi nói vỏ của tôi nha, tôi quạo rồi đó nha. Quạo cái gì? Tôi nói cái vỏ của tôi. Tôi nói vỏ của tôi mà. Vỏ của tôi mà. Vỏ của tôi. Tôi nói vỏ của tôi. Vỏ của tôi mà. Vỏ của tôi. Vỏ của tôi. Tôi vỏ, vỏ của tôi. Buông ra chút. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Người nào nói trong này có cái gì đúng chính xác tôi đưa cái vỏ cho người đó. Rồi giờ tôi nói trước luôn nè. Chú trước đi. Vỏ của tôi á, có một cái áo sơ mi, có một bàn chải đánh răng, có một cái cao dao cạo dâu. Quá. Thấy chưa, tôi nói là cái này của tôi mà. Không có cái gì của chú hết. Sao này của tôi? Trong này không có. Sao mà có được của tôi mà. Thôi đưa đây đi cậu. Không, bây giờ là chú phải nói là trong này của chú có gì. Ủa, cậu mắc cười quá. Đó, cái vỏ của hai người không phải của ổng thì là của tôi thôi chứ nói chi nữa. Không được, vậy chú nói không? Tuy tôi nhưng... Không nói tịch thu à. Ê nè, nè, trong đó có cái đầm. Cái đầm. Cái đầm. Một cái bộ đồ tóc giả. Tóc giả. Có một cái tóc giả. Trời ơi. À, tính ra là cái vỏ này của chú rồi. Tôi mà. Cũng mắc cười ha, cái vỏ mà đàn ông mà toàn là đồ phụ nữ chổng không à. Vậy chứ ai bận. Tôi mua đó, tôi tặng cho vợ tôi. Vậy là bây giờ con giảng quà xong rồi nha. Cái vỏ này là của chú này. Ừ. Còn cái vỏ của chú là bị ăn cắp rồi. Ừ. Ủa.
Ủa gì vậy, vậy cái vỏ của tôi. Ê, con nói rồi, cái bến xe á, những ngày Tết nó phức tạp lắm. Nhưng mà bây giờ cái vỏ đó là có vé nè, rồi có bóp tiền trong đó nữa. Bây giờ không có sao tôi về quê bây giờ. Thôi bình tĩnh đi, thôi cũng đồng hương với nhau à. Coi như là của đi thay người đi. Nè, để tôi lát tôi lấy tiền á, tôi gửi cho ông anh ra rồi mua vé xe khác về cho nó kịp chuyến. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh. Ôi, nhiều cảm nha. Cảm ơn cái gì, bây giờ có tiền cũng không mua vé được đâu. Ui, hết vé rồi. Chết không? Ông anh ơi, ông anh. Ai lấy cái vỏ của tôi? Cho tôi xin lại cái vé thôi. Tôi chỉ xin lại cái vé tôi về quê thôi. Tôi không lấy cái gì nữa. Ai lấy thôi, vé đi. Coi như là năm nay không về được thì mình đợi năm sau. Chứ bây giờ hết vé rồi, muốn giúp ông anh cũng không còn cách nào nữa. Tôi về quê ha. Tranh thủ đi nha. Chú đi nha con. Mà chú đi chuyến xe gì vậy? Chú đi Vĩnh Long 10 rưỡi nè. 11 giờ rồi kìa. Xe chạy lâu rồi đó. Tại sao vậy? Tại ông không đó. Tại ông mà tôi trễ chuyến xe về quê rồi giờ sao? Bây giờ hết vé về rồi, bây giờ vợ con tôi nó đợi ở nhà. Xe ở cái bến xe mình á, bây giờ là không mua vé được. Thì mình thuê xe ở ngoài, mình bao xe về quê. Trời ơi, con ơi, thuê chiếc xe chứ phải bao thuốc lá, cà phê gì đâu. Cái này nó thuê là mắc lắm. À, không, bây giờ mình làm cái gì cho người ta thương á, cái người ta cho mình tiền. Chú con thấy nè, cái bến xe mình nó rất là dễ kiếm tiền. Dễ kiếm tiền hả? Dạ. Thì sao không làm đi? Thôi đi làm bảo vệ chi? Không, tại vì con không có tố chất. Còn hai chú con nhìn là có tố chất làm liền à. Ủa cái gì mà phải có tố chất vậy con? Ăn cướp. Không, con nói chưa có rõ ràng. Có nghĩa là mình dàn cảnh ăn cướp thôi. Tại vì á, hiện trạng ở cái bến xe của con bây giờ nó phức tạp lắm. Trộm cướp quá trời luôn. Bên được cái chỗ bảo vệ con á, mới đưa ra một cái thông tin như vậy nè. Ai á mà bắt được ăn cướp á sẽ thưởng nóng. Bây giờ mình tập luyện, mình dàn cảnh bắt cướp đi, rồi khi có ăn cướp thiệt á mình sẽ bắt nó, mình được thưởng nóng. Là bây giờ mình chỉ là dàn cảnh thôi phải không? Dạ. Mình tập thôi phải không? Bây giờ á, diễn tập thì cũng phải có ăn cướp mà mình đóng thì mình mới đóng ra đúng không? Đúng không chứ tao sao biết làm ăn cướp? Trời ơi tôi diễn tập sao lại đó? Phải chú diễn tập chứ, quán nó bắt đầu để người ta biết chứ. Trời ơi, mình phải làm bất ngờ như vậy, ăn cướp có ai tới cướp mà báo trước đâu. Ôi mà nói thôi nè, tôi không làm cướp đâu, bị đánh đau quá à. Không làm thì tôi trời ơi đang đánh em không vậy? Cái gì, cái vỏ người ta mà cứ làm thì làm. Ây da cái gì vậy? Thôi tại ông cầm cái vỏ đó, giờ ai cầm cái vỏ là ăn cướp. Ủa, vỏ của tôi mà. Tôi định vậy đó. Cái vỏ tôi không lẽ tôi để vậy hoài. Để vậy luôn đi. Mà thấy làm này không được đâu. Bây giờ mình làm cũng phải kinh nghiệm đúng không? Ví dụ mình làm ăn cướp đi, mình cũng phải có kinh nghiệm mình ăn cướp như thế nào. Đó giống như thằng này nè. Đó, nó làm rất là có kinh nghiệm. Rồi bây giờ kêu bạn con nó trả cái túi lại cho chú đi. Bạn con là ai? Trời ơi, con có mình con trực ở đây à, bạn nào? Thằng nãy đó. Ai biết? Không có cái đồng kê nào hết trơn á. Nó nghe, bây giờ đừng có làm cái này ha. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là dàn cảnh này nó không có đúng, đừng có làm. Thầy của chú ơi, con nhớ ra rồi. Con thấy người ta là cái bến xe này nè, cái người ta hay hát, rồi người ta múa, rồi người ta diễn kịch, là được cái sự thu hút của những người xung quanh á. Ta lợi ta coi, ta thấy hay quá, ta thấy dễ thương quá, làng ta cho tiền hả? Diễn kịch hả? Dạ, thì diễn cái gì đó mình có nội dung chút xíu, kiểu là nam nữ nè, rồi yêu đương nha. Khoan đi, giờ diễn về tình yêu là phải nam nữ. Bây giờ ba thằng đực rửa ở đây kiếm đâu làm đó. Dạ, tôi nói rồi, kiếm cái khác làm đi. Thôi mà, bây giờ ông ráng nghĩ giùm tôi đi. Làm cái gì? Làm cái gì đem cứ ngồi đó hoài. Trời ơi, làm cái gì mà làm? Trời ơi, còn điện đồ cho tôi nữa, giờ suy nghĩ đi, làm cái gì? Tôi đã tìm thấy người con gái đó rồi. Không hề sắp tặng vô trong phụ chú. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, ai lên xe về quê khoan hả, lên xe ghé ngang gian hàng của chúng em nghe xem một tiết mục vô cùng vui nhộn nhịp. Tiết mục xin phép bắt đầu. Kìa, mình định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được, nhưng vì lòng tự trọng tôi phải ra đi thôi mình à. Nhưng mà mình đi đâu? Em thì bụng mang dạ chữa, không lẽ mình bỏ lại mẹ con em? Mình có bầu rồi à? Phải. Như vậy thì tôi càng phải đi mình à. Tại sao? Tôi phải đi để lo công danh sự nghiệp,
về lo cho vợ con của mình chứ. Không, em không cho mình đi. Mình à? Em không cho. Mình phải cho tôi đi. Em không cho. Mình phải cho tôi đi. Sao mày tát tôi? Tao là mẹ mày nè. Đi mẹ. Tại sao vậy hả con? Mẹ ơi, vợ con đã ngăn cản không cho con đi rồi. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà con. Không mẹ, mẹ phải hiểu cho con. Con là đàn ông, con phải lo sự nghiệp. Vậy mà con mới lo được cho vợ con của con. Nhưng mà con có chắc chắn là sẽ thành công hay không? Con chắc chắn, nếu không thành công con sẽ không trở về. Mẹ không cho con đi. Mẹ, con dám đánh mẹ. Tôi nè, chồng của bà nè. Bà nói sao? Bà biết cái gì mà bà cản mà? Tôi nói là nó đúng mà, giống như ngày xưa đó. Thấy không? Nói ra là cãi chém 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 chém. Nó là không phải cho nó đi ra ngoài lập nghiệp. Sao bà dám đáng tôi? Tao mẹ mày nè. Bà nội của thằng Phát đây, tao đủ sức tao đánh mày chưa? Mẹ, ngày xưa tao cũng ngăn cản không cho ba mày đi là vì cái chuyện này. Tại sao tới giờ mày lại ủng hộ cho con mày đi? Mẹ ơi, mày hiểu chứ. Hả? Tụi nhỏ bây giờ nó suy nghĩ khác mình rồi. Nó phải có công ăn, sự nghiệp thì nó mới lo được cho vợ con nó. Nó mới hạnh phúc mẹ. Mày đến mày. Mày dám cãi. Mẹ ơi, tao mẹ sẽ cạo đầu bôi vôi. Mẹ ơi, thả bè đôi sao mày. Mẹ ơi, cạo đầu mày mẹ bôi vôi. Mẹ ơi, tao bôi vôi vô đầu mày. Mẹ làm vậy tao mà. Tao bôi vôi vô đầu mày. Tao bôi vôi vô đầu mày. Mọi người đừng gì con. Mọi người đừng vì con mà lời qua tiếng lại. Hãy để cho anh đi đi. Ủa không, không đâu có khúc này anh con. Anh đi là lo tương lai cho mẹ con mà. Anh hứa với con là anh sẽ trở về. Khi nào thành công anh sẽ trở về. Anh phải trở về nha anh. Về thăm vợ con tôi nữa, tôi cảm ơn nha. Muộn rồi, vợ con ông không còn ở đó nữa đâu. Sao chú biết? Tại vì vợ ông đang ở đây nè. Vợ tôi đang đây. Nó... tôi nè. Mà bà hả? Là bà hả? Không. Tại sao tôi đứng trước mặt ông nãy giờ mà ông không nhận ra tôi? Tại bà dễ râu. Mà ngày xưa bà mình hạt xương mai. Đâu có ngờ hôm nay bà mịp vậy. Mịp muốn đại ông đó. Ông bỏ tôi ra đi. Tôi buồn quá có ăn uống được gì đâu. Rồi kiệt sức. Tôi phải vô nước biển đó. Vậy mà một thân một mình lên đây tìm anh. Đâu có. Ông nhìn đi. Trời đất ơi, cái vỏ của tôi nè ông ơi, tìm được cái vỏ rồi. Thằng ăn cướp, tại sao? Ê, mình ra đây, đi ra đây. Mày dám trời cướp, ơi. Cướp đồ tao. Mẹ. Con mình chứ. Con ơi. Tại sao con lại làm ăn cướp? Những cái chuyện nãy giờ nè, tôi sắp đặt ra đi nè. Tôi á là
tôi nhờ chú Phát. Chú Phát là thám tử tư, tìm kiếm ông bao nhiêu năm nay, bây giờ chú Phát mới tìm được tung tích của ông rồi gia đình mình mới đoàn tụ được nè. Tôi biết á, là hôm nay là ông mua vé về ông thăm bả với nhỏ, nhưng mà không có dám gặp mặt. Tôi cứ gọi điện kêu bả với nhỏ lên đây gặp mặt ông cho bằng được đó. Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Bây giờ mình về dưới để dẫn lại từ đầu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cảm ơn chú Phát nha. Rồi tôi sao? Đi về quê ăn Tết chung với tụi tôi luôn. Phải vậy chứ. Đi, đi con ơi. Dạ. Đi, đi. Tôi sẽ hướng nào. Ông, em ơi, em ơi, em ơi. Đúng số rồi, đã về. Ông, em ơi.